Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan xung đột sụp sôi ở Nga, Ukraine cùng những tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Căng thẳng ở Trung Đông đã gia tăng thời gian gần đây khi diễn ra nhiều cuộc tấn công dọc biên giới giữa Israel và Liban. Bên cạnh đó là vụ sát hại lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh ở Iran và thủ lĩnh Hezbollah Fuad Shukr ở Liban là vụ mà Israel đã nhận trách nhiệm. Mới đây, trả lời phỏng vấn trong chương trình Face the Nation của CBS ngày 4 tháng 8, phó cố vấn an ninh quốc gia Nhà trắng John Finner cho biết Mỹ đang chuẩn bị ứng phó với mọi khả năng có thể xảy ra ở Trung Đông, bao gồm các cuộc tấn công nhắm tới Israel và một cuộc xung đột ở khu vực. Chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi khả năng, giống như chúng tôi đã làm trước ngày 13 tháng 4 năm 2024 khi Iran tấn công Israel. Chúng tôi và các đồng minh của mình đã hợp tác với Israel để chống lại cuộc tấn công đó. Lầu Năm Góc đang di chuyển các khí tài quan trọng đến khu vực để chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra nhằm bảo vệ Israel khỏi một cuộc tấn công. Trong khi đó, chúng tôi cũng đang nỗ lực hết sức để hạ nhiệt tình hình căng thẳng bằng biện pháp ngoại giao. Chúng tôi cho rằng một cuộc xung đột trong khu vực sẽ không đem lại lợi ích cho bất kỳ ai vào thời điểm hiện tại. Vì vậy, Chúng tôi đã luôn nỗ lực ngăn chặn nó kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ và hợp tác với các đồng minh Israel và các đồng minh khác trong khu vực, cố gắng là mọi thứ có thể để đảm bảo tình hình căng thẳng sẽ không tiếp tục leo thang. Tuần trước, Lầu Năm Góc thông báo đã di chuyển tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng đội tàu chiến hộ tống từ Thái Bình Dương tới Trung Đông. Mỹ cũng di chuyển các đơn vị phòng thủ trên không tới khu vực này. Động thái tương tự với hồi tháng 4 khi Mỹ dự báo Iran có thể tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái. Theo Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Finner, Mỹ đang chuẩn bị theo nhiều hướng nhằm ứng phó với các biện pháp đáp trả mà Iran có thể thực hiện. Sau vụ một lãnh đạo Hamas bị sát hại ở nước này, Ông Weiner cũng bày tỏ quan ngại về căng thẳng và giao tranh gia tăng giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban trong những tuần qua. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 4 tháng 8 đã diện đàm với Thủ tướng Iraq Mohammad Sia al-Sudani và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên cùng có các bước nhằm giảm căng thẳng khu vực, ngăn chặn xung đột leo thang và thúc đẩy ổn định khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden một ngày trước đó cũng bày tỏ hy vọng Iran sẽ kiềm chế mặc dù nước này trước đó đã đe dọa trả đũa vụ lãnh đạo Hamas bị sát hại. Tờ Jerusalem Post của Israel ngày 3 tháng 8 dẫn các nguồn tin tình báo phương Tây cho rằng Iran đang lên kế hoạch tấn công Israel vào ngày Tisha B'Av, ngày tưởng niệm về ngôi đền thứ nhất và thứ hai bị phá hủy nhằm đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas đồng thời khôi phục tinh thần cho các nhóm vũ trang thân Iran và tạo ra một thông điệp mạnh mẽ cho thế giới Hồi giáo. Tờ Sky News Arabia dẫn các nguồn tin tình báo phương Tây tiết lộ, cuộc tấn công của Iran dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 12 và kết thúc vào ngày 13 tháng 8. Tờ Jerusalem Post cho rằng, cuộc tấn công vào ngày Tisha B'Av không chỉ có ý nghĩa biểu tượng, mà còn là một phần của chiến lược tâm lý chiến của Iran. Ngày lễ này là thời điểm người Do Thái tham gia vào các nghi lễ ăn chay và tang lễ thể hiện sự đau buồn sâu sắc về những sự kiện lịch sử liên quan đến vụ hủy diệt các đền thờ của họ. Đối với Iran, việc thực hiện một cuộc tấn công vào thời điểm này có thể gia tăng tổn thương tâm lý của Israel, đồng thời tạo ra một thông điệp mạnh mẽ cho thế giới Hồi giáo. Theo các nguồn tin tình báo, Iran cũng được cho là sẽ phối hợp với các lực lượng Hezbollah ở Liban trong cuộc tấn công này. Sự phối hợp giữa Iran và Hezbollah có thể tạo ra một chiến lược tấn công đa hướng, làm tăng hiệu quả và các hướng đối phó từ cuộc tấn công, Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, Iran đã phóng hàng trăm thiết bị bay không người lái và tên lửa về phía Israel. Nhưng phần lớn các đòn tấn công đã bị Israel và các đồng minh của họ bắn hạ. Chỉ có một số tên lửa gây thiệt hại nhỏ cho một căn cứ không quân ở miền nam Israel. Tuy nhiên, sự chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới vào ngày Tisha B'Av có thể là một cách tiếp cận khó đoán định hơn, với nhiều mục tiêu làm tăng tính bất ngờ và làm suy yếu khả năng phản ứng của Israel. Theo Jerusalem Post, cuộc tấn công dự kiến vào ngày Tisha B'Av không chỉ nhắm đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh, mà còn khôi phục tinh thần cho các nhóm vũ trang thân Iran và gửi một thông điệp rõ ràng về sự tiếp tục hậu thuẫn của Tehran đối với các lực lượng này. Việc tấn công vào ngày lễ của người Do Thái cũng có thể thúc đẩy cộng đồng quốc tế tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, mặc dù mức độ hiệu quả của điều này vẫn chưa rõ ràng. Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng tại khu vực Trung Đông, cuộc xung đột Israel Hamas đã chuẩn bị bước sang tháng thứ 11 và chưa có dấu hiệu đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Mới đây Israel đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Gaza, khiến số người Palestine bị thương vong tăng mạnh. Ngày 4 tháng 8, các cuộc không kích của Israel vào hai trường học ở thành phố Gaza đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Theo cơ quan phòng vệ dân sự Gaza, các cuộc không kích vào hai trường học Hassan Salame và Anat tại thành phố Gaza diễn ra hôm 4 tháng 8 đã khiến ít nhất 30 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Phần lớn những người bị thương vong là phụ nữ và trẻ em. Trong vòng một tháng qua, đã có ít nhất 11 trường học ở Gaza bị tấn công khiến khoảng 150 người thiệt mạng dựa trên số liệu do các cơ quan liên quan tại Gaza công bố trước đó. Các trường học hiện là nơi trú ẩn của người Palestine phải rời bỏ nhà cửa do cuộc xung đột đang diễn ra tại Gaza. Quân đội Israel đã nhiều lần cáo buộc Hamas sử dụng các cơ sở dân sự làm trung tâm chỉ huy, che giấu các chiến binh và thực hiện các vụ tấn công. Tuy nhiên, Hamas phủ nhận cáo buộc này. Theo cơ quan y tế Gaza, kể từ khi xảy ra xung đột Israel-Hamas, đã có 39.583 người Palestine thiệt mạng và 91.398 người khác bị thương. Còn theo thống kê của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột đã khiến 2 phần 3 tòa nhà tại Gaza bị phá hủy hoặc hư hại. Do bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng sau vụ thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran ngày 31 tháng 7, hàng loạt nước đã khuyến nghị công dân rời khỏi Liban và Iran Ngày 4 tháng 8, phó cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông Jonathan Finner cho biết, Mỹ đang kêu gọi công dân rời khỏi Liban và đang triển khai thêm năng lực quân sự ở Trung Đông như các biện pháp phòng thủ và phòng ngừa tổng thống biden đã nhiều lần nêu rõ vấn đề này cả trong cuộc trao đổi riêng với người israel và các đối tác khác trong khu vực rằng chúng ta phải thúc đẩy lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin càng sớm càng tốt đây sẽ là kết quả tốt nhất đối với an ninh của israel đặc biệt là đối với những con tin đã trải qua những điều không thể tưởng tượng nổi và cả với những người dân palestine đang sống ở gaza quan trọng hơn cả là chúng ta cần làm điều này để hạ nhiệt tình hình trong khu vực tạo ra một tương lai hòa bình và cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza. Cùng ngày, Pháp kêu gọi công dân nước này tạm thời rời khỏi Iran, cảnh báo không phận và sân bay ở Iran có thể đóng cửa do lo ngại gia tăng về xung đột trong khu vực. Thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh, khuyến cáo những công dân đang ở Iran nếu đủ khả năng nên tạm thời rời khỏi nước này. Trước đó cùng ngày, Pháp cũng đã kêu gọi công dân đang ở Liban rời khỏi nước này sớm nhất có thể. Ả Rập Xê Út cũng kêu gọi công dân nước này lập tức rời khỏi Liban. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Beirut cho biết đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở miền nam Liban gần biên giới với Israel và nhắc lại khuyến cáo công dân Ả Rập Xê Út rời khỏi lãnh thổ Liban ngay lập tức. Tương tự, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng kêu gọi công dân nước này đang ở Liban và Israel rời khỏi các quốc gia này càng sớm càng tốt, theo hãng tin John Hap, Bộ trên đã tổ chức một cuộc họp để xem xét tình hình an ninh ở Trung Đông và xem xét các biện pháp bảo vệ an toàn cho người Hàn Quốc trong khu vực. Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Thứ hai Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, bà Kang In-sun hối thúc công dân Hàn Quốc đang ở Liban và Israel rời khỏi các quốc gia này càng sớm càng tốt bằng các chuyến bay có sẵn. Bà cũng chỉ thị Bộ Ngoại giao và các phái bộ Hàn Quốc ở nước ngoài nỗ lực để đảm bảo an toàn cho người Hàn Quốc trong trường hợp khẩn cấp. Hiện tại có khoảng 530 người Hàn Quốc ở Israel, 130 người ở Liban và 110 người ở Iran. Trong diễn biến khác, hãng thông tấn Wafa của Palestine cho biết một cuộc không kích của Israel trong ngày 3 tháng 8 vào một chiếc xe ở bờ Tây đã khiến một chỉ huy của lực lượng phong trào Hồi giáo Hamas và bốn người khác thiệt mạng. Theo hãng Wafa, danh tính của những người thiệt mạng trong cuộc không kích vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, các nguồn tin y tế xác nhận với hãng tin Al Jazeera cùng ngày rằng, một trong những người thiệt mạng là Haitham Balidi, thủ lĩnh của lữ đoàn các Sam ở thủ đô Nablus. Một người khác được một người họ hàng xác định là một trong những thủ lĩnh của lữ đoàn al cánh vũ trang của nhóm chiến binh Hồi giáo. Về phần mình, quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào một nhóm phiến quân xung quanh thành phố Tulkarm ở bờ Tây. Theo phương tiện truyền thông của Hamas, một chiếc xe chở các chiến binh của lực lượng này đã bị tấn công và một trong những chỉ huy của lữ đoàn Tun Cam đã thiệt mạng. Căng thẳng trên toàn khu vực càng tăng cao hơn nữa sau so vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran và trước đó là vụ Israel không kích mục tiêu tại Beirut, Liban, khiến chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah Fuad Sukuker thiệt mạng. Cả Hezbollah và Hamas đều tuyên bố sẽ có hành động trả đũa. Cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh là một trong loạt vụ ám sát các nhân vật cấp cao của Hamas trong bối cảnh cuộc xung đột ở Gaza giữa lực lượng Hamas và Israel đang chuẩn bị bước sang tháng thứ 11 mà không có dấu hiệu hạ nhiệt cũng như mối lo ngại ngày càng tăng rằng cuộc xung đột đang lan rộng khắp Trung Đông. Cả Hamas và Iran đều cáo buộc Israel thực hiện vụ ám sát và đã cam kết đáp trả. Về phần mình, Israel không nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm về vụ ám sát nhân vật này hé lộ nguồn gốc tạo nên sức mạnh đáng gờm của quân đội Israel. Khả năng thực chiến của quân đội Israel chưa bao giờ được phóng đại. Kể từ lúc thành lập nhà nước vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, Israel đã trải qua bốn cuộc chiến tranh quy mô lớn và nhiều cuộc xung đột nhỏ hơn với các nước láng giềng. Kết quả của tất cả các cuộc chiến này là quân đội Israel luôn giành thắng lợi, bất chấp việc có lúc bị lâm vào thế bị động trước các mũi tấn công của một liên minh mà quốc gia nào trong số đó cũng mạnh gấp vài lần đến vài chục lần Israel về cả quân số, trang bị và các nguồn lực có thể huy động cho chiến tranh. Được bao bọc bởi một vùng hậu phương siêu nhỏ bé, chỉ tầm 22.000 km2, tương đương với tổng diện tích tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cùng với dân số chỉ tầm 9 triệu người. Hiển nhiên người Israel không thể áp dụng bất kỳ học thuyết quân sự của bất kỳ quốc gia nào, bởi chỉ cần thất bại trong một trận đánh lớn, họ sẽ gần như không có cơ hội khôi phục lực lượng như ban đầu. Mọi chuyện thậm chí sẽ đến mức không thể tồi tệ hơn nếu toàn bộ lực lượng quân sự của Israel bị kẻ thù dồn vào thế phòng thủ trước các đô thị. Khi này, mọi cơ sở hạ tầng họ đã xây dựng suốt hơn 50 năm hoàn toàn có nguy cơ biến thành đống đổ nát. Đó cũng là lúc mà toàn bộ người dân quốc gia này sẽ lại lần nữa đối mặt với nguy cơ bị xua đuổi khỏi lãnh thổ hoặc là chịu sự tàn sát như đã xảy ra từ năm 1952 năm trước sau khi người La Mã phá hủy Jerusalem. Nhưng khác với những cường quốc cũng đất hẹp, người thưa, tài nguyên hạn chế khác trong lịch sử như là đế quốc Thụy Điển, đế quốc Phổ thường áp dụng thuyết lấy tấn công làm phòng thủ, được cụ thể hóa bằng cách liên tục phát động các cuộc trinh phạt liên miên khiến cho tiềm lực quốc gia ngày càng hao tổn. Israel từ rất sớm đã theo đuổi đường lối phòng thủ quân sự chủ động, đi đôi với củng cố tiềm lực tổng thể quốc gia dựa trên chính sách an ninh tuyệt đối theo đó nhà nước israel vừa tập trung xây dựng nền tảng công nghiệp quốc phòng vững mạnh bằng cách tập trung nghiên cứu phát triển công nghệ cao rồi lấy thành quả từ đó mà áp dụng vào công nghiệp quốc phòng đồng thời tiếp tục tiến hành liên tục các hoạt động quân sự từng bước làm suy yếu các kẻ thù xung quanh nhưng thay vì đầu tư phát triển tràn lan mọi lĩnh vực, người Israel lại chỉ tập trung phát triển các hệ thống vũ khí thực sự cần thiết để tăng khả năng răn đe mà không thể có từ các nguồn khác và giá thành sản xuất trong nước phải thấp hơn so với nhập khẩu. Lý luận quân sự trong học thuyết khẳng định, chiến lược quân sự nhất quán của quân đội Israel là răn đe, cảnh báo sớm, phòng thủ chủ động, tích cực và lập kế hoạch hành động nhanh mang tính thích ứng cao. Lực lượng phòng vệ Israel thường nhấn mạnh yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, tác chiến binh chủng hợp thành linh hoạt, đa năng nhằm thực hiện mục tiêu phòng thủ chủ động trong cả bốn chiều: đất liền, trên biển, trên không và trên không gian mạng. Điều này nhằm đem lại hiệu quả chiến đấu cao nhất có thể trong thời gian hạn chế. Cũng nhờ tự chủ được hoạt động nghiên cứu và thiết kế, Israel đã có được trang bị cho toàn quân những trang thiết bị hiện đại và cực kỳ thực dụng với những cuộc chiến liên miên đưa lực lượng phòng vệ israel trở thành lực lượng dù có quy mô cực nhỏ nhưng vẫn đạt hiệu quả tác chiến đến đáng kinh ngạc nếu những quốc gia lớn có thể huy động đến hàng chục triệu người tham gia vào một cuộc chiến tranh và sẵn sàng thay thế những binh lính bị loại khỏi vòng chiến đấu hoặc là mất khả năng chiến đấu nhưng tại israel nguồn nhân lực quá hạn chế lại không cho phép quốc gia này làm như vậy để khắc phục phần nào điểm yếu, trí tử này, những người Israel ngoài chiến trường không chỉ buộc phải đạt hiệu suất chiến đấu cao, mà tỷ lệ sống sót sau mỗi trận chiến cũng phải ở mức cao nhất có thể. Vì vậy, bên cạnh việc tạo ra chương trình huấn luyện bài bản, các thiết bị quân sự giúp đảm bảo tính mạng, cũng như duy trì sức chiến đấu cho từng quân nhân luôn được Israel đặc biệt xem trọng. Điều này có thể thấy ngay từ những loại vũ khí cá nhân của từng người lính Israel đều là những loại tốt nhất như là tên lửa chống tăng Spy, súng trường Tavo, súng phóng lựu Matador. Những ấn tượng nhất phải kể đến các tình huống khi phải sử dụng cỗ xe tăng Mekava Mark 4 và xe thiết giáp Nam cực kỳ đắt đỏ. Người Israel thường phải tích hợp lên chúng các hệ thống phòng thủ, trophy. Các thành phần cơ bản của hệ thống này bao gồm các cảm biến, radar, cảnh giới với 4 anten phẳng gắn trên xe có thể giả soát khu vực 360 độ, một máy tính, tổ hợp đánh chặn, khi hoạt động, các radar cảnh giới sẽ tự nhận diện đầu đạn đang bay tới. Máy tính của hệ thống sẽ tính toán quỹ đạo bay. Nếu nhận thấy nguy hiểm, hệ thống sẽ tự động quay về hướng đầu đạn và phóng đạn vô hiệu hóa trước khi nó tiếp cận xe. Nhờ phương thức phòng thủ hết sức độc đáo này, hệ thống Trophy được cho là có thể đối phó với cả các loại tên lửa phòng không hiện đại nhất hiện nay, kể cả ATGM Konet của Nga. Ngoài ra, Trophy đồng thời cũng kiêm nhiệm vai trò là phương tiện giúp tối đa hóa khả năng chiến mỗi xe tăng qua tính năng định vị chính xác vị trí của kẻ thù cho tủ lái. Điều đó giúp mang lại khả năng sống sót và tính cơ động cao hơn cho xe tăng. Thế nhưng, việc chỉ dựa vào lực lượng tăng thiết giáp tiên tiến, người Israel chắc chắn sẽ không thể đảm bảo cho lãnh thổ người Israel an toàn trước các giàn pháo cơ động của các thế lực thù địch luôn nhan nhản xung quanh lãnh thổ đó cũng là lúc những hệ thống lá chắn phòng thủ giai đoạn cuối chứa danh vòng sắt mới thực sự phát huy sức mạnh. thật vậy khi hợp đồng với các hệ thống phòng thủ tên lửa khác, đặc biệt là euro, các hệ thống này sẽ tạo thành một bức tường phòng không biến lãnh thổ Israel thực sự trở thành một siêu pháo đài với hàng lớp lớp các tuyến phòng thủ. cũng chính nhờ những hệ thống phòng không này mà người Israel có thể đảm bảo sự toàn vẹn của gần như toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng hậu cần trước các đòn tấn công bằng hỏa lực rocket theo kiểu uh, hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung của những lực lượng như là phiến quân như Hamas, Ebola xuất hiện khắp nơi xung quanh lãnh thổ Israel tạo ra những màn đánh chặn tên lửa tuyệt đẹp, sáng rực bầu trời Israel thậm chí ngay cả khi phải đương đầu với nguy cơ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới bằng các loại tên lửa đạn đạo của đối phương, có quỹ đạo vươn đến tầm bình lưu từ các quốc gia láng giềng không muốn chấp nhận sự tồn tại của mình. Người Israel cũng có riêng cho mình những tổ hợp Davis Link với thiết kế phần mũi mang hình đầu cá heo độc nhất, chuyên dùng để đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo tầm trung ở cự ly 300 km và trần cao 75 km theo kiểu xuyên phá động năng. Trong đội hình phòng thủ đường không của người Israel, loại tên lửa này đóng vai trò như một lá chắn hỗ trợ khẩn cấp trong trường hợp tên lửa đạn đạo của đối phương có thể xuyên thủng lớp phòng thủ của hệ thống tên lửa phòng không tầm cao MIM-104 Patriot của Mỹ cùng hệ thống tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung Euro-2 được cho là có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên đến 2.000 km. Rõ ràng việc có trong tay một loạt các lớp phòng thủ tên lửa đa tầng như vậy sẽ khiến cho bất kỳ kẻ thù nào cũng phải trả cái giá cực đắt nếu dám cả gan triển khai các đòn tấn công chớp nhoáng từ đường không và lãnh thổ Israel. Nhưng dù tối tân đến mức nào đi chăng nữa, thì nguyên lý sử dụng tên lửa phòng thủ để đánh chặn tên lửa tấn công của các lá chắn này là cực kỳ tốn kém, với đơn giá hơn 1 triệu đô la Mỹ cho một tên lửa đánh chặn từ tổ hợp Davis Link trong khi đó lãnh thổ israel lại không đủ không gian để cho phép họ có khả năng di tản các cơ sở sản xuất lực lượng lao động đến nơi đủ an toàn trước hỏa lực quân địch thực tế đó cũng đặt ra một bài toán hết sức gian nan cho quân đội israel khi phải vừa đảm bảo những quả tên lửa của đối phương phải được đánh chặn liên tục ngăn không cho chúng chạm tới các mạng lưới cơ sở hạ tầng trọng yếu nhưng cũng phải vừa tránh trường hợp nguồn tên lửa phóng đi kiệt đến mức mà không còn nguồn tên lửa dự phòng để tiếp tục duy trì trận địa. Đây cũng là lý do khiến cho lực lượng không quân luôn chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong các chiến lược quân sự, được coi là con át chủ bài giúp toàn bộ lực lượng quân đội nước này có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Theo đó, không quân Israel với trụ cột là các tiêm kích F-15I Ra'am, F-16I Storm sẽ vừa phải kiêm nhiệm vai trò đánh chặn các chiến đấu cơ, vừa vô hiệu hóa các biện phóng tên lửa lực lượng tăng thiết giáp, đồng thời chủ động tấn công, làm tê liệt hệ thống tiếp vận, không cho đối phương huy động toàn bộ tiềm lực chiến tranh ra tiền tuyến. Dù những chiếc F-15 có tầm bay tới 4.815 km, nhưng đối với người Israel, chừng đó là chưa đủ để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Thật vậy, khả năng nhận biết được sớm những gì đối thủ có thể làm và ra tay trước, nếu cần thiết vẫn là phương pháp hiệu quả, giúp nước này luôn giữ thế chủ động ngay cả khi không phát động chiến tranh. Đó cũng là sứ mệnh được đặt lên vai Viện Nghiên cứu Tình báo và Đặc nhiệm Mossad. Với phong cách bí ẩn, thần tốc, chính xác và tàn nhẫn, lực lượng này đã thành công làm nên những phi vụ báo thủ tầm cỡ quốc gia lớn nhất thế kỷ 20, từ truy bắt các tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã đến chiến dịch Bayonet với mục tiêu kép vừa để trả thù những kẻ khủng bố, vừa để thanh trừng các thành viên của phong trào giải phóng Palestine. Quả thật, sự thành công đến mức kinh ngạc trong các phi vụ của Mossad đã thực sự khiến nhiều quốc gia Ả Rập lo sợ đến mức phải yêu cầu Palestine chấm dứt hỗ trợ cho các hoạt động tấn công Israel. Ngoài ra, do yêu cầu phải duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trước các thế lực thù địch, riêng năm 2020, Israel đã không ngần ngại chi tới 22 tỷ đô la Mỹ cho quân đội, tương đương với tổng 12% tổng ngân sách nước này. Lượng ngân sách khổng lồ này cũng được cho là lợi thế giúp Israel có thể dễ dàng xây dựng công nghệ mới, đào tạo binh lính và duy trì các cơ sở hiện có. Nhưng thực tế, không phải lúc nào sức mạnh quân đội cũng tỷ lệ thuận với ngân sách quốc phòng. Như tại Vương quốc Ả Rập Xê Út, một trong những quốc gia chi tiêu cho quân đội nhiều nhất thế giới với 80 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2016. Nhưng xuyên suốt lịch sử, năng lực tác chiến thực sự của quân đội Ả Rập Xê Út chưa bao giờ được đánh giá cao. Đơn cử như năm 2017, khi nước này đã quyết định điều quân can thiệp vào cuộc nội chiến ở Yemen. Trước đối thủ là lực lượng phiến quân được trang bị hết sức sơ sài. Quân đội lắm tiền nhiều của nhất thế giới của Ả Rập Xê Út đã thực sự khiến thế giới được một phen kinh ngạc khi không những bị bế tắc trên nhiều mặt trận mà còn bị lực lượng phiến quân vốn đã hết sức suy yếu tấn công chọc sâu vào trong biên giới hàng loạt vũ khí tối tân của Ả Rập Xê Út đã bị bắn cháy, bắn hỏng hoặc là phá hủy hoàn toàn. Binh sĩ không qua khỏi, rất nhiều, một tình huống hiếm khi xuất hiện trong lịch sử thế giới và tuyệt nhiên chưa từng xảy ra đối với quân đội Israel. Hơn ai hết, những người Israel hiểu rất rõ rằng, dù có trong tay những loại vũ khí hiện đại đến đâu, thì ý chí chiến đấu và trình độ tác chiến của những người lính vẫn luôn là nhân tố quyết định. Nếu như tại nhiều quốc gia phương Tây, người ta xem khái niệm quốc gia chỉ là một cộng đồng chính trị, tưởng tượng và sự tồn vong của quốc gia chỉ đáng để người dân quan tâm khi nó gắn với những lợi ích không thể tách rời đối với bản thân họ. Thì tại Israel, quốc gia này không thể chấp nhận được viễn cảnh đất nước tràn ngập những kẻ sẵn sàng vì lợi ích mà rời khỏi quốc gia hoặc làm tay sai cho quân thủ. Vì vậy, thật không khó hiểu khi bất kỳ ai, nhất là các bạn yêu thích lịch sử có thể thấy, trong quy trình tuyển chọn, đào tạo binh lính của Israel, những điểm tương đồng đến đáng ngạc nhiên đối với phương pháp đã được sử dụng để tạo nên những quân đội thiện chiến trung thành bậc nhất lịch sử. Theo đó, bên cạnh chương trình tập luyện khắc nghiệt với số lượng các cuộc tập trận bắn đạn thật nhiều nhất thế giới, những binh lính Israel luôn nhắc nhở rằng họ không được phép để thua bất kỳ cuộc chiến nào và chỉ cần thất bại trong một cuộc chiến tranh. Toàn bộ tài sản, bạn bè, người thân và gia đình của họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cũng như tại Việt Nam, chính quyền Israel không quên nhắc nhở những chiến binh của mình rằng họ luôn phải quyết tâm sử dụng tất cả các biện pháp chính trị, ngoại giao có thể để tránh lao vào các cuộc xung đột vũ trang. Theo luật Israel, mỗi năm ba lần, mọi công dân không phân biệt giới tính phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ở độ tuổi 18, trung bình thời gian 30 tháng với nam và 24 tháng đối với nữ. Israel cũng là một trong số ít các quốc gia trên thế giới áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự đối với phụ nữ. Thậm chí ngay trong luật nghĩa vụ quân sự Israel cũng nhấn mạnh, nữ giới có quyền bình đẳng với nam giới trong bất kỳ vai trò nào trong lực lượng phòng vệ Israel. Vì vậy hàng năm có hơn 90% nam giới và 50% nữ giới trong độ tuổi phải nhập ngũ. Công dân sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ được chuyển sang chế độ dự bị, mỗi năm vẫn phải tham gia các khóa huấn luyện kéo dài vài tuần. Chế độ này sẽ kết thúc khi đàn ông đạt độ tuổi 51 và phụ nữ 38. Do đó, với dân số chỉ khoảng 9 triệu người, nhưng số người có thể đáp ứng phục vụ cho quân đội Israel lên tới hơn 3 triệu người. Chỉ một số ít người được miễn trừ dựa trên những cân nhắc về tôn giáo, thể chất và tâm lý. Không chỉ bằng chế độ nghĩa vụ quân sự cực kỳ khắt khe và linh hoạt, người Israel còn nổi tiếng với chương trình phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục và phát triển quân sự. Thậm chí người ta còn ra sức tìm kiếm những học sinh cấp 3 có năng lực để trong quá trình tham gia quân đội, nhà nước sẽ tích cực bồi dưỡng đến tận đại học học cao học, thậm chí là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Thay vì ở trong quân đội, 3 năm theo quy định chung, những người xuất sắc này có thể ở trong quân đội liên tục từ 6 đến 9 năm. Ảnh hưởng từ chính sách kết hợp giữa quân đội và giáo dục lên xã hội đến mức trong nhiều trường hợp quá khứ, quân ngũ của một người đôi khi còn quan trọng hơn là quá khứ học hành của họ. Vì vậy, dù không có quá nhiều trường chuyên, lớp chọn như một số quốc gia khác, nhưng Israel vẫn có tới 8 trường đại học và 27 trường cao đẳng. Bốn trong số đó nằm trong top 150 trường đại học hàng đầu thế giới. Israel hiện cũng được cho là có nhiều kỹ sư và nhà khoa học bình quân theo đầu người lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Bên cạnh đó, chính sách trồng người thực dụng và linh động này cũng cho phép nhà nước Israel dễ dàng khai thác hiệu quả tài năng của mỗi cá nhân trong xã hội và phục vụ cho quân sự, từ sắp đặt sĩ quan, binh lính chuyên nghiệp vào các đơn vị quân đội đến chiêu mộ những nhân viên kỹ thuật xuất sắc nhà khoa học lỗi lạc cho các dự án phục vụ quốc phòng. Tất cả chỉ để tạo nên một Israel vững mạnh với đội quân nhỏ bé nhưng kiên cường, thiện chiến và hiện đại bậc nhất thế giới. Ngày mùng 4 tháng 8, Ukraine đã công bố những hình ảnh đầu tiên của máy bay F-16 hoạt động trên bầu trời nước này với sự theo dõi trực tiếp của Tổng thống Ukraine Zelensky. Tổng thống Zelensky cũng thông báo rằng các phi công Ukraine đã bắt đầu điều khiển chiến đấu cơ F-16 để thực hiện nhiệm vụ trên bầu trời Ukraine. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Tổng thống Ukraine Zelensky chính thức xác nhận sự xuất hiện của các chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất mà Kiev đã mong đợi từ lâu. Xác nhận này được đưa ra khi nhà lãnh đạo Ukraine tới gặp các phi công tại một căn cứ không quân với sự xuất hiện của hai chiếc F-16 làm nhiệm vụ hộ tống và hai chiếc khác bay trên cao. Sự kiện này đánh dấu một bước quan trọng trong việc nâng cao khả năng phòng thủ của Ukraine và là minh chứng cho cam kết hỗ trợ từ các đồng minh quốc tế. Sự xuất hiện của các chiến đấu cơ F-16 đối với Ukraine đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, Tác động tức thời của chúng đối với khả năng phòng không và sức mạnh trên chiến trường của Ukraine vẫn chưa rõ ràng. Hiện tại, thông tin về các loại tên lửa mà các chiến đấu cơ F-16 của Ukraine sẽ trang bị vẫn chưa được công bố. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, nếu những chiếc F-16 được trang bị các loại tên lửa có tầm bắn xa hơn, điều này có thể mang lại tác động lớn hơn trên chiến trường, gia tăng đáng kể khả năng tấn công và phòng thủ của Ukraine. Sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh quân sự của Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại. Trước khi nhận được lô chiến đấu cơ F-16 đầu tiên, Ukraine vẫn phải dựa vào một phi đội máy bay chiến đấu cũ từ thời Liên Xô. Những máy bay này thường xuyên bị áp đảo bởi phi đội máy bay chiến đấu tiên tiến và đông đảo của Nga. Nga đã tận dụng lợi thế này để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa thường xuyên vào các mục tiêu trên khắp Ukraine đồng thời cũng sử dụng hàng nghìn quả bom dẫn đường để tấn công các vị trí tiền tuyến của Ukraine. Những hành động này đã hỗ trợ các lực lượng Nga đang tiến chậm ở phía đông, gây khó khăn đáng kể cho các hoạt động quân sự của Ukraine. F-16 là loại máy bay chiến đấu mang tính biểu tượng do Mỹ sản xuất, đã được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO triển khai ở tuyến đầu và được nhiều lực lượng không quân trên thế giới lựa chọn trong suốt 50 năm qua. Vào tháng 8 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt việc triển khai các máy bay F-16 đã qua sử dụng tới Ukraine. Mặc dù Mỹ không cung cấp trực tiếp các chiếc F-16 từ kho vũ khí của mình, nhưng các đồng minh và các đối tác của Mỹ, bao gồm Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, đã cam kết cung cấp cho Ukraine hơn 60 máy bay F-16 trong những tháng tới. Đây là một phần trong nỗ lực hỗ trợ quân sự của các đồng minh quốc tế đối với Ukraine trong bối cảnh xung đột hiện tại. Ngày 4 tháng 8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thông báo rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã gửi tín hiệu tới Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và các bên đã thành công trong việc tránh một chu kỳ leo thang mới trong tình hình căng thẳng. Theo thông tin từ đài Sputnik của Nga, vào giữa tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đã có một cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình ở Ukraine. Ngày 4 tháng 8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, theo một số thông tin, tín hiệu đã được gửi từ phía Nga tới Mỹ và một số quốc gia khác nhằm tránh một cuộc leo thang mới trong tình hình căng thẳng hiện tại. Ông nhấn mạnh rằng, Moscow sẽ không nhượng bộ Washington nếu Mỹ cố gắng áp đặt các điều kiện chỉ có lợi cho Mỹ. Ông Ryabkov tuyên bố ủng hộ việc tránh leo thang một cách chủ động, tuy nhiên các kịch bản mà trong đó có thể dẫn đến một bước tiến thực sự về leo thang đang được xem xét. Vào giữa tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có một cuộc điện đàm để thảo luận về việc giảm nguy cơ leo thang giữa hai bên. Cuộc điện đàm do Moscow khởi xướng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến kế hoạch của Washington về việc triển khai tên lửa tầm xa tại Đức. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc trao đổi này, các bên đã tập trung vào việc ngăn chặn các mối đe dọa an ninh và giảm nguy cơ leo thang trong tình hình căng thẳng hiện tại. Theo phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Sabrina Sai, trong một cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov vào giữa tháng 7, ông Austin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường dây liên lạc giữa hai bên. Mặc dù căng thẳng gia tăng liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Nga và Mỹ đã tổ chức các cuộc điện đàm nhằm duy trì đối thoại, bao gồm một cuộc trao đổi vào cuối tháng 6, khi Moscow chỉ trích việc Washington cung cấp vũ khí cho Kiev. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO vào cuối tháng 6, Nhà Trắng tuyên bố kế hoạch triển khai vũ khí tầm xa, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk tại Đức như một biện pháp gian đe. Điện Kremlin đã chỉ trích động thái này, cảnh báo rằng quyết định của Mỹ có thể dẫn đến sự trở lại của cuộc đối đầu như chiến tranh lạnh và có khả năng đưa Mỹ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Chiến sự Ukraine ngày 5 tháng 8, hai tiểu đoàn Kiev bị Nga bao vây gần Toresk. Tuần qua, Nga giành được thắng lợi lớn trên ba hướng gồm Toresk, Chasovya và Ugoda. Lực lượng Ukraine tiếp tục ở thế yếu, phòng tuyến bị đánh sập nhiều nơi, có đơn vị nằm trong vòng vây. Theo Military Summary, trên mặt trận Chasovya, lực lượng Nga đang ngày càng đưa nhiều nhóm xung kích vượt kênh để tấn công vào trung tâm thành phố. hầu hết các khu vực dọc con kênh đều nằm dưới sự kiểm soát của họ. Tại Torres quân đội Nga tiếp tục tiến lên và các cảnh quay được định vị địa lý cho thấy họ đang di chuyển về phía quận Sabanka. Nếu lực lượng Nga đánh chiếm thành công quận này, một tuyến đường tiếp tế khác cho thị trấn New York của Ukraine sẽ bị cắt đứt. Ở Pokrovs, Avdivka, quân đội Nga đang đột phá sâu hơn và cắt đứt các tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Kiev. Hiện tại, quân đội Ukraine chỉ có thể tiếp tế cho binh sĩ của họ trong nhiều khu vực bằng máy bay không người lái. Tại Krasnogorivka, lực lượng Nga tiếp tục tấn công, tiến xa hơn về phía đông, dọc phố Seljova. Những hình ảnh đầu tiên về F-16 ở Ukraine đã xuất hiện với các thùng dầu phụ và tên lửa không đối không tầm trung cũng như tầm gần. Điều đó cho thấy những máy bay tiêm kích này có thể sẽ hỗ trợ phòng không ban đầu. Nga giành thắng lợi lớn nhất trên ba hướng. Theo Ridovka, lực lượng Nga đột nhập vào bãi thải ở Zelzny và ồ ạt vượt kênh ở Chasov ra đánh thẳng vào trung tâm đô thị là những sự kiện đáng chú ý nhất trong những ngày gần đây. Tuần qua, quân đội Nga giành được thắng lợi lớn nhất trên ba hướng. Tại Zelzny gần Toresk, họ tiếp tục tấn công tích cực và gần như đánh bật hoàn toàn đối phương khỏi quận nhỏ này. Lực lượng Nga đang khẩn trương với sự hỗ trợ hỏa lực từ bãi thải của mỏ Yuznaya. Ngoài ra, binh sĩ Nga, sau khi băng qua đại lộ Pioneer và tuyến đường sắt, phát triển từ hai bên sườn đến bãi thải của mỏ Artyom. Một bước đột phá quan trọng khác xảy ra ở Chasov ra theo hướng Bắc Mút. Tại đây, lính dù Nga, trong điều kiện khó khăn, đã vượt qua kênh Seversky Donetsk, Donbass và giành được chỗ đứng ở bờ đối diện trong tiểu khu Oktiabsky. Thành công cũng đến với quân đội Nga gần Ugoda, nơi mũi xung kích của họ đã đến được một trong hai con đường tiếp tế cho lực lượng đồn trú Ukraine trong thành phố. Tình hình sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn với lực lượng Kiev tại mặt trận này do thiếu hụt hậu cần. Hai tiểu đoàn Ukraine bị bao vây ở New York. Kênh Raybar cho biết lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu Ukraine ở các vùng Poltava, Sumy, Vinnytsia. Kharkov và Dnipropetrovsk, Kiev đáp trả khi tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV vào sân bay Morozovsk ở vùng Rostov và tấn công vùng Luhansk do Nga kiểm soát bằng 12 tên lửa. Bên cạnh đó, lần đầu tiên tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine được công khai với hình ảnh tại căn cứ và thực hành bay. Theo hướng bắc mút, atmos lực lượng Nga củng cố vị trí trong khu vực tư nhân ở ngoại ô quận Ochtyapskii và đang tấn công đồi 215 ở Klishchiivka. Trên trục Oleksandro, Kalinov, quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát của họ ở Atomitsk, đồng thời tiến về phía Zezhinsk và Nelepovo. Tại mặt trận Pokrovsk, Avdivka, các nhóm xung kích Nga đang tấn công Zohan và Suryivka, đồng thời cố gắng bao vây các đơn vị Ukraine ở khu vực Mehov. Theo kênh Volkory, tại vùng Donetsk, quân đội Nga tiến vào Toretsk. Mọi thứ đều trở nên tồi tệ với Ukraine ở New York, lực lượng Nga đã thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với khu định cư Nelipovka, chiến binh của lữ đoàn đặc biệt số 24 AIDA của Ukraine thừa nhận. Tôi nói thêm rằng tình hình ở New York rất đáng buồn. Ngoài ra còn có thông tin cho rằng đối phương đã vượt qua địa giới hành chính ở Torres, Buniatov, chiến binh nổi tiếng của Ukraine nhấn mạnh. Vào sáng sớm ngày 4 tháng 8, Lữ đoàn 54 Nga cho biết cuộc tấn công đang diễn ra, các mũi xung kích của họ lần lượt dọn sạch các vị trí đối phương. Trước đó, chỉ huy quân đội Ukraine xác nhận rằng lực lượng Nga đã đột phá đến ngoại ô Toretsk. Có thông tin cho rằng hai tiểu đoàn Ukraine đang mắc kẹt trong nồi hầm ở New York. Rất có thể Nga sẽ sớm đưa ra tối hậu thư cho lực lượng Kiev về việc buộc phải đầu hàng. Toàn bộ khu vực đã bị lực lượng Nga kiểm soát hỏa lực và chiều ngang của miệng túi chỉ còn chừng hơn 3 km và có rất nhiều hồ nước. Điều này sẽ ngăn cản đường rút lui của đối phương. Ước tính có khoảng gần 1.000 binh sĩ Ukraine đang đồn trú trong nồi hầm này. Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine, nga tích cực tiến quân theo ba hướng. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 4 tháng 8 của Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội nga hoạt động tích cực nhất theo hướng Pokrovsk, Avdiivka, nơi ghi nhận 24 cuộc tấn công và họ cũng xung phong 15 lần theo hướng Kramatorsk và Toretsk. Báo cáo có đoạn: "Trong ngày đã xảy ra 103 cuộc giao tranh. Đối phương đang tiến công tích cực nhất, giống như những ngày trước, theo hướng Pokrovsk." Ngoài ra, họ cũng hoạt động tích cực theo hướng Kramatorsk và Toretsk. Nga thực hiện 42 cuộc không kích thả 56 bom KAB. Họ đã sử dụng 515 UAV và thực hiện 3.400 cuộc pháo kích bằng nhiều loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi những đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Severs, Kramatorsk, Kurakhovsky, Viaimovsky, Orkhov và Dnipro. Theo hướng Toretsk, đối phương cũng tấn công 15 lần, trong đó 12 cuộc giao tranh đã kết thúc, 3 cuộc giao tranh khác đang diễn ra, báo cáo cho hay. Tại Pokros, kể từ đầu ngày hôm nay, đã có 24 trận chiến diễn ra. Lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 19 cuộc tấn công, 5 đợt xung phong vẫn đang diễn ra. Đối phương đang tập trung nỗ lực theo hướng Zelenoy. Thống kê sơ bộ của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ghi nhận 246 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa theo hướng này, trong đó có 89 người thiệt mạng. Ngoài ra còn có một pháo D-30, hai xe bọc thép chở quân, bảy xe cơ giới, một xe MTLB và ba đơn vị thiết bị đặc chủng bị phá hủy. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ toàn bộ 24 chiếc UAV Nga. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, dạng sáng nay ngày mùng 5 tháng 8, lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng 24 UAV loại Sahet và lực lượng phòng không đã tiêu diệt toàn bộ các mục tiêu này. Báo cáo có đoạn, vào dạng sáng ngày mùng 5 tháng 8, quân đội Nga đã tập kích bằng UAV tấn công loại xa từ các khu vực Primorsko, Atas và Kursk thuộc Liên bang Nga. Lực lượng kỹ thuật vô tuyến của không quân đã phát hiện và theo dõi 24 UAV. Kết quả của cuộc không chiến, tất cả các UAV của đối phương được cho là đã bị các đội hỏa lực cơ động, các đơn vị tên lửa phòng không và hệ thống tác chiến điện tử của không quân hạ gục. Thông tin sơ bộ ghi nhận các UAV Nga đã bị bắn hạ ở các vùng Kiev, Vinnytsia, Kirovograd, Kharkov, Sumy, Poltava và Nepropetros. Deep State, lực lượng Kiev đã rút khỏi khu vực ở vùng Donetsk. Các nhà phân tích của kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GUR, đã cập nhật bản đồ vào sáng ngày 5 tháng 8. Lưu ý rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đã rút khỏi khu vực Stupky Golubovsky âm 2 ở Bắc Mút thuộc vùng Donetsk. Trong phần bình luận về bản đồ đã cập nhật, các nhà phân tích của Deep State lưu ý rằng đối phương đã tiến vào Severny, Zelensky, Zeleny, Sergei Epka, Ivanovka, gần Lysikny và Zeleny ở vùng Donetsk. Ngoài ra, theo Deep State, lực lượng phòng vệ Ukraine đã rút khỏi khu vực Stavky Golubovsky âm 2 ở Bắc Mút. Kênh Astra đưa tin, người dân thành phố Volograd của Nga đã nghe thấy tiếng nổ vào ban đêm, sau đó là hỏa hoạn bùng phát tại một trạm biến áp điện. Có thông tin cho biết trạm biến áp Sovetskaya đã bốc cháy khiến quận Vorosilovsky mất điện. Nguyên nhân gây ra vụ nổ vẫn chưa được làm rõ. Ukraine tuyên bố loại khỏi vòng chiến 1.180 binh sĩ Nga trong 24 giờ qua. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine trên Facebook thông báo Nga tiếp tục chịu tổn thất chỉ riêng trong 24 giờ qua. Lực lượng phòng vệ đã vô hiệu hóa 1.180 binh sĩ đối phương, đốt cháy 69 hệ thống pháo binh và 31 xe chiến đấu bọc thép. Phía Nga không bình luận về thống kê do phía Kiev công bố. Thưa quý vị, cuộc chạy đua bầu cử Mỹ năm 2024 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi ông Joe Biden quyết định rời khỏi cuộc đua và ủng hộ bà Kamala Harris thay mình trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Quyết định này không chỉ đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ mà còn làm dấy lên sự quan tâm lớn trong dư luận. Trong khoảng thời gian gần đây thì các số liệu khảo sát cho thấy rằng bà Kamala Harris đang thu hẹp khoảng cách với ứng cử viên Đảng Cộng hòa là ông Donald Trump. Sự thay đổi này đã mang đến một làn sóng mới trong cuộc đua bầu cử khi bà Harris không chỉ thay thế vị trí của ông Biden mà còn tích cực kêu gọi để thu hút sự ủng hộ từ cử tri đồng thời gia tăng sức ép lên đối thủ là ông Donald Trump. Vậy bà Harris có thể làm gì khi đối đầu với ông Donald Trump và để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã mời tới trường quay nhà báo Yên Ba, chuyên gia phân tích về các vấn đề quốc tế. Lời đầu tiên thì xin cảm ơn nhà báo Yên Ba đã tới tham dự chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa nhà báo Yên Ba, ông nghĩ gì về quyết định của ông Biden khi ông Biden ông đã rút lui và ủng hộ bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên của đảng dân chủ? Vâng, đây là một quyết định có thể coi là đúng đắn sau cái cuộc tranh luận với lại ứng cử viên đảng Cộng hòa ông Donald Trump và được nhiều người ủng hộ ông Biden cũng như là các đảng viên cũng như một số đảng viên đảng dân chủ cho rằng là một thảm họa việc ông Biden quyết định rút khỏi cuộc đua nó không xuất phát từ các cái vấn đề y tế như người ta vẫn lo ngại do cái vấn đề tuổi tác của ông, năm nay ông đã 81 tuổi. mà nó xuất phát từ sức ép ngày càng tăng từ phía những người dân chủ từ các thủ lĩnh của những người dân chủ tại cả thượng viện và hạ viện Mỹ và đặc biệt là sức ép sau cái cuộc gặp với bà Nancy Pelosi uh, nguyên là chủ tịch hạ viện Mỹ, một uh, chính khách phải nói là có tiếng nói khá là trọng lượng uh, trong đảng dân chủ. Uh, quyết định này uh, đã đến sau khi ông Joe Biden đã tham khảo ý kiến tư vấn rất kỹ của hai cố vấn thân cận và đồng thời, đặc biệt là ông đã tham khảo toàn ý kiến của toàn thể gia đình trong một cái cuộc họp gia đình vào tối hôm 20 tháng 7 một ngày trước khi ông đưa ra cái quyết định rời bỏ cái cuộc đua và đương nhiên rồi nó đã gây ra một cái sự bất ngờ rất là lớn bởi vì mặc dù người ta đã dự đoán nhiều về khả năng ông rời khỏi cuộc đua nhưng mà trước ngày 21 tháng 7 thì ông Joe Biden luôn luôn khẳng định rằng ông đủ sức và đủ khả năng và tự tin để có thể tiếp tục cuộc đua và chiến thắng ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump. À, cái quyết định này đương nhiên nó đã dẫn đến một cái sự xáo động không nhỏ trong chiến dịch của những người dân chủ nhằm tiếp tục duy trì cái vị thế ông chủ tại Nhà Trắng à, ở đây tôi nói là vị trí ông chủ nhưng mà cũng không loại trừ khả năng là tương lai sẽ có một bà chủ nào đó rõ ràng là quyết định này nó là một quyết định khó khăn đối với lại ông Joe Biden có không ít cái ý kiến cho rằng là bà Kamala Harris cũng là một phiên bản khác của ông Biden thôi tương tự với cách mà trước đây cũng có ý kiến cho rằng là ông Biden là một phiên bản khác của ông Obama ờ, quan điểm này thì dựa trên việc là bà Harris và ông Biden cũng chia sẻ nhiều cái chính sách và quan điểm tương đồng đặc biệt là trong các lĩnh vực như là bảo vệ quyền lợi xã hội hay là về cải cách pháp lý theo tôi thì đây cũng là một điều đương nhiên vì họ cũng là các uh, thành viên của Đảng Dân Chủ đúng không ạ? Và họ cũng nói lên tiếng nói và nguyện vọng của Đảng mình. Vậy theo ông, ông nghĩ sao về cái ý kiến này? Tôi nghĩ rằng là đây đúng như anh nói thì nó là một cái điện đương nhiên khi họ cùng là đảng viên Đảng Dân Chủ và cùng có những cái phương hướng chính sách về cơ bản là là giống nhau ở trong nội bộ đảng. Và khi chọn bà Kamala Harris đứng làm liên danh, làm phó tổng thống trong cuộc bầu cử ở 4 năm trước đây thì đương nhiên rồi ông Joe Biden cũng phải lựa chọn một ứng cử viên có cái đường lối tương đồng với mình bởi vì không ai chọn một cái ứng cử viên lại có đường lối ngược với mình hoặc là khác biệt quá lớn còn việc ông người ta cho rằng ông cũng có khả năng là một cái một cái phiên bản của ông Obama thì cũng dễ hiểu thôi bởi vì cái đường lối chung của đảng dân chủ từ trước đến nay là luôn luôn nhất quán và về cơ bản là những cái đường hướng chính sách của các ứng cử viên là giống nhau có khác biệt chỉ là khác biệt ở những cái chi tiết mà thôi và tôi nghĩ rằng là việc bà Harris được ông Joe Biden ủng hộ Ở đây tôi mới nói là ủng hộ Chứ còn bà có trở thành ứng cử viên thì còn phải đợi đảng Dân Chủ quyết định Thì nó cho thấy rằng là ông muốn tiếp tục cái chính sách của ông trong 4 năm qua Của đảng Dân Chủ Và những người cử tri đã từng ủng hộ ông Joe Biden Sẽ tiếp tục ủng hộ cái người mà ông tin tưởng và giới thiệu bởi vì nếu như là một người có chính sách khác đi thì rõ ràng là cái đối tượng cử tri họ cũng sẽ khác đi. Tôi nghĩ là ông Joe Biden đã nhận định rằng là tiếp tục duy trì một cái gọi là mức độ ổn định của sự ủng hộ của những ứng cử viên đã ủng hộ ông trong suốt những tháng qua trước khi ông rời bỏ đường đua và đồng thời bà Kamala Harris sẽ tiếp tục mở rộng các cái các cái chiều hướng khác biệt để có thể thu hút thêm cử tri ở những cái khu vực khác nhưng về cái cơ bản là cái nền tảng chính sách của ông Joe Biden với bà Kamala Harris là về cơ bản là giống nhau. Vâng gần đây thì bà Harris cũng đã tiết lộ cái trọng tâm chính sách của mình nếu mà bà đắc cử tổng thống Mỹ bao gồm là kinh tế rồi nhập cư hay là an sinh xã hội. Vậy theo nhà báo Yên Ba ông nghĩ bà Harris sẽ có những cái chính sách như thế nào để có thể giải quyết những cái vấn đề mà cử tri Mỹ đang hết sức là quan tâm hiện nay? Vấn đề kinh tế luôn luôn là vấn đề có tầm quan trọng sống còn, quyết định cái sự thành bại trong bất kỳ một cuộc đua tổng thống nào ở Mỹ. Chúng ta đã từng chứng kiến trong lịch sử có nhiều tổng thống Mỹ đã từng đạt được những cái thành tựu mà phía Mỹ mà dư luận Mỹ cũng như các nhà quan sát, các nhà phân tích chính trị cho rằng là đã giành được những cái thành tựu rất là lớn về mặt đối ngoại. Ví dụ như là trường hợp như là tổng thống Mỹ Harry Truman sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đã dẫn dắt nước Mỹ có thể coi là vượt qua được cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai với tư cách là một quốc gia chiến thắng cùng với cái người tiền nhiệm của ông là tổng thống roosevelt hay uh, đợi, tổng thống mỹ george uh, bush uh, cha cũng là một người được cho rằng là đã giành được các cái thành tiệu đối ngoại nổi bật đặc biệt là cuộc chiến tranh vùng vịnh thế nhưng mà cả họ đều thất bại trong cái cuộc bầu cử của tổng thống diễn ra ngay sau đó nó cho rằng là ở một cuộc bầu cử tổng thống mỹ thì ứng cử viên phải nhằm người ta như người ta thường nói là phải hướng trọng tâm tập trung vào một cái lĩnh vực quan trọng sống còn đó tính về vấn đề kinh tế. Mà kinh tế ở đây là vấn đề liên quan thiết thân đến cái túi tiền, đến cái đời sống, đến an sinh xã hội, đến việc làm, nghề nghiệp của người dân Mỹ, của những người người đi sẽ bỏ phiếu để quyết định ai là người là là ông chủ của nhà trắng trong bốn năm nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó việc bà uh, Kamala Harris uh, uh, hướng tuyên bố hướng trọng tâm vào các vấn đề kinh tế an sinh xã hội là chuyện đương nhiên thôi vấn đề nằm ở chỗ rằng bà camaris sẽ phải vượt qua một cái thách thức lớn đó là tiếp tục cái đường lối của ông joe biden nhưng đồng thời phải phát huy phải mở rộng ra để tạo ra được những sự khác biệt ở những lĩnh vực mà bà nghĩ rằng bản thân bà ấy có thế mạnh thì tôi nghĩ rằng đó mới là cái thách thức lớn nhất. Vâng, ông có nói đến là bà Kamala Harris bà ấy phải vượt qua cái khó khăn là không chỉ là tiếp nối những cái mà uh, ông Joe Biden uh, ông đã làm mà bà ấy còn phải mở rộng ra. Vậy thì theo ông thì bà Harris có thể tạo ra được một cái sự khác biệt rõ rệt nào so với ông Biden không? Tôi nghĩ rằng là mặc dù trong thời gian qua thì bà và Kamala Harris đã có rất nhiều lời nói uh, tuyên uh, tôn vinh những cái thành tiệu cái thời ông Joe Biden nhưng trước mắt thì bài phải hướng vào những cái mà rõ ràng là ông Joe Biden đã bị thất thế uh, thể hiện qua cái cuộc tranh luận với ông uh, Donald Trump và thể hiện qua những cái con số thăm dò đối với lại một bộ phận cử tri ví dụ đặc biệt là vấn đề nhập cư đây là một một con bài chủ lực của ông ông Donald Trump về vấn đề nhập cư. Ông luôn luôn hướng vào cái vấn đề nhập cư như là một trong những cái thành tiệu lớn nhất trong thời kỳ ông cầm quyền 4 năm trước khi ông Joe Biden tiếp quản Nhà Trắng. Rồi vấn đề kinh tế cũng vậy. Cả hai bên trong cuộc tranh luận ở trên CNN đều nhấn mạnh rằng dưới cái chính quyền của mình thì nền kinh tế Mỹ là nền kinh tế tốt nhất. Ông Donald Trump thì nói là đấy là một cái nền kinh tế tốt nhất từ trước đến nay trong lịch sử Mỹ còn ông Joe Biden thì nói rằng là khi ông tiếp nhận cái cái nền cái gọi là chính quyền của ông ông Donald Trump thì ông đã tiếp nhận luôn một cái thực trạng kinh tế là tệ hại nhất cả hai bên đều có thể đưa ra những cái lời công kích về các cái thành tiệu kinh tế của nhau bởi vì dựa trên các cái góc độ khác nhau thì họ có thể coi đây là một thành tiệu nhưng người khác thì lại coi đây là một thất bại thế cho nên rằng là để có thể tạo ra được những cái khác biệt mà lại không đứt đoạn với những cái thành tiệu trong quá khứ với với chính quyền của ông Joe Biden thì bà Kamala có thể hướng vào những cái lĩnh vực ví dụ như vấn đề phá thai tôi nghĩ đây cũng là một trong những con bài chủ lực của của bà Kamala Harris một vấn đề nữa rằng là vấn đề bà cũng sẽ tôi nghĩ rằng là ông bà cũng sẽ phải điều chỉnh lại cái chính sách uh, các gọi là quan điểm về chính sách nhập cư bởi vì đây là một trong những cái thế mạnh mà ông Donald Trump luôn luôn phát huy trong các cái cuộc tranh luận cũng như là các à, cái vận động tranh cử của ông Donald Trump tôi nghĩ đấy cũng là một trong những cái hướng mà bà Kamala Harris sẽ tiếp tục phải điều chỉnh. Vâng vậy thì ông có thể là phân tích rõ hơn là bây giờ bà Kamala Harris bà đang có những cái điểm yếu nào mà bà ấy cần phải khắc phục để có thể là lấy lòng các cử tri mà và những cái điểm yếu này thường là những cái điểm yếu mà bị đối thủ Đảng Cộng hòa thường xuyên là xoáy vào đấy có mấy cái điểm yếu mà tôi tin rằng bà Kamala Harris cùng với đội ngũ cố vấn của mình đã nhận ra và tôi nghĩ rằng họ đã sẽ có chiến lược để khắc phục. Thứ nhất là vấn đề vai trò của bà khá mờ nhạt trong chính quyền của ông Joe Biden. Rõ ràng là trong cái cơ cấu chính quyền Mỹ thì một tổng thống luôn luôn có một cái vai trò phải nói là cực kỳ lớn, cực kỳ quan trọng bao trùm tất cả mọi lĩnh vực và phó tổng thống thường là chỉ có đóng vai trò phụ trợ và nó không nổi bật gì đây cũng là một cái cái đặc điểm chung của các uh, phó tổng thống mỹ trước đây thôi không có cái gì là khác biệt nhưng mà những người ủng hộ ông donald trump sẽ xoáy sâu vào việc rằng là cái vai trò của bà khá mờ nhạt trong các cái quyết sách về kinh tế và họ cho rằng là những cái chính sách của ông Joe Biden là một chính sách tệ hại khiến cho nền kinh tế Mỹ bị suy sụp rồi tất cả các cái vấn đề liên quan đến thuế má rồi đánh thuế vào người giàu rồi các cái vấn đề an sinh xã hội thì họ vẫn cho rằng là bà Kamala Harris không có tiếng nói để góp phần làm cải thiện được cái tình hình này. Do đó đây cũng là một trong lĩnh vực mà bà Kamala Harris cũng như là đội ngũ cố vấn của mình phải khắc phục một cái yếu tố thứ hai như tôi đã nói ở uh, trong câu hỏi trước đó chính là vấn đề nhập cư thì cái vai trò của bà Kamala trong vấn đề nhập cư bị phía những người cộng hòa xoáy vào đó là việc bà có đôi chút bà đã không dành được một cái thời gian thích đáng để giải quyết vấn đề nhập cư vấn đề biên giới đặc biệt là cái cục của khủng hoảng ở biên giới ở phía nam giữa Hoa Kỳ với lại Mexico và cũng có những cái phát biểu những người những cộng hòa đã nhanh chóng ghi lại và sử dụng chúng như là những cái vũ khí để nhằm vào chỉ trích cái uy tín cũng như cái vai trò của bà trong việc giải quyết cái vấn đề mà rất nhiều người mỹ quan tâm đó là vấn đề nhập cư và cuộc khủng hoảng nhập cư ở phía nam hoa kỳ